Trung tâm môi giới đất nền dự án xây dựng Hà Nội và HUD Nhân Trạch, Phước Bình Land xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều 31 tháng 8 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dịp này, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cũng khởi công gói thầu xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ tàu bay sân bay Long Thành, khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng tham dự sự kiện đặc biệt này còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Về phía tỉnh Đồng Nai có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua, hạ tầng hàng không nước ta đã được nâng cấp mở rộng, xây dựng mới nhiều công trình từ nhiều nguồn lực đầu tư. Dù vậy vẫn chưa theo được tốc độ tăng trưởng, nhiều sân bay quá tải cả trên trời lẫn dưới đất, nhất là ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ tướng khẳng định, việc phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất là hai dự án đặc biệt lớn có vai trò quan trọng trong hệ thống hàng không quốc gia, là công trình quan trọng liên quan đến kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực và cả nước. Hai dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm vận chuyển lớn trong khu vực và trên thế giới, mở ra không gian phát triển mới với hệ sinh thái kinh tế hàng không, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề, do đó Thủ tướng yêu cầu các bộ Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Quốc phòng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ công trình với mục tiêu chung là đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai dự án phải đảm bảo chất lượng, an toàn, phấn đấu vượt tiến độ, không để đội vốn bất hợp lý, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lãng phí, quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân, người lao động tham gia xây dựng các dự án. Các nhà thầu thi công trên tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xây dựng, huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, nghiêm cấm việc sử dụng nguyên vật liệu không đủ tiêu chuẩn, chất lượng hoặc thi công không đúng nguyên tắc, không đúng quy trình và nguyên vật liệu theo yêu cầu của công trình đã đề ra. Thủ tướng cũng mong muốn và đề nghị bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng của các dự án tiếp tục đồng hành vì lợi ích quốc gia, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có quy mô 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Nhà ga và hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ tàu bay là hai công trình thiết yếu quan trọng nhất của sân bay. Gói thầu nhà ga hành khách có trị giá hơn 35.000 tỷ, thời gian thi công đề xuất là 39 tháng. Gói thầu đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ tàu bay có giá trị hơn 7.300 tỷ với đường băng cất hạ cánh dài 4.000 mét. Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ. Khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội với công suất 20 triệu hành khách một năm, đáp ứng 7.000 hành khách trên giờ cao điểm, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến hoàn thành đưa vào chạy thử vào đầu quý 2 năm 2025. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở đầu video, quý vị và các bạn đã nắm được thông tin Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ấn nút khởi công xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Cái gói thầu này được đánh giá là gói thầu quan trọng nhất của dự án. Thì khi tại sao hôm nay tôi lại làm cái clip này? Thì đây, sân bay Long Thành nằm ở đây, Nhơn Trạch nằm ở đây. Thì nên là tôi mới làm cái clip này lên, đánh thức quý vị và các bạn, để cho quý vị các bạn tìm hiểu và nghiên cứu về Nhân Trạch. Có những người sẽ có suy nghĩ
là tôi làm một clip để quảng cáo, thì đúng thật tôi là môi giới nhận ký gửi đất nền khu đô thị Phước An Long Thọ đây này, cái điểm xanh xanh đây này, tôi đang nhận ký gửi đất nền dự án xây dựng Hà Nội và HUD khu đô thị Phước An Long Thọ. Thì làm nghề gì cũng thế, cũng phải nói cái hay cái đẹp. Nhưng quan điểm của tôi thì tôi lại khác mọi người, nói phải có sách, nách phải có chứng, không nói khơi khơi, không nói theo cái kiểu lùa gà, nói để bán xong chuỗi tay xong là mặc kệ đời, thì tôi không làm chuyện đó. Thì tôi là môi giới nhưng mà tôi khác với mọi người ở cái chỗ đó, nên là hôm nay tôi làm cái clip này lên đây này, mà cái bản đồ này thì chắc hẳn quý vị và các bạn chưa nhìn thấy bao giờ. Đấy. Thì cái bản đồ này tôi cũng chụp trên mạng, nhưng mà nó có hệ thống đường xá rất rõ ràng, và tôi chụp với một cái toàn cảnh rất rộng mấy tỉnh này, Bình Dương này, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, là mấy cái tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đó. Thì đây là nó hiển thị lên ba tỉnh thành, thì Nhơn Trạch nằm ở vị trí nào thì trên màn hình đây quý vị cũng đã nhìn thấy rồi, đúng không? Nhơn Trạch nằm ở vị trí, theo đánh giá của quý vị thì thế nào? Theo đánh giá của tôi thì đặc địa vô cùng, trên cái đất nước Việt Nam này hiếm có, chứ đừng có nói là nguyên cái vùng này đâu nha. Thì đây là cái bản đồ tôi cũng đã xây dựng rất là công phu để đánh thức tiềm năng lợi thế của Nhân Trạch, mà muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn và nhiều người biết đến cái tiềm năng lợi thế của Nhân Trạch. Thì đây là cái bản đồ và cái hệ thống đường giao thông trọng điểm của Nhân Trạch. Thì đây này, quý vị và các bạn nhìn thấy này, Nhân Trạch có hai cái tuyến đường cao tốc, gọi là ba tuyến đường cao tốc. Đây thì tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì lại nằm ở bên phía đất Long Thành, nhưng mà hai cái tuyến đường này, cao tốc Bến Lức Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, kẹp hai bên Nhân Trạch, và giáp kế bên là cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, là ba cái dự án đường cao tốc của quốc gia chứ không phải của địa phương. Và đây nữa, tuyến đường vành đai ba kết nối từ Bình Dương Bình Phước đi về Nhân Trạch là cũng dự án trọng điểm của quốc gia đang triển khai. Đấy. Nên là phải nói rằng Nhân Trạch tự nhiên được hưởng một cái lợi thế của đất nước vô cùng to lớn, mà không có một cái huyện nào mà tôi nhìn thấy được cái được hưởng lợi sung sướng đến như vậy. Nằm kế bên như Long Thành, sân bay Long Thành, sân bay lớn nhất Việt Nam và cũng là lớn nhất Đông Nam Á, kế bên luôn. Đường cửa ngõ đi vào sân bay Long Thành phải có một chút xíu, kiểu gì cũng phải có Nhân Trạch. Chẳng hạn như là Thành phố Hồ Chí Minh muốn đi ra sân bay Long Thành bắt buộc phải đi qua Nhân Trạch đây, đường 25C này, đường cao tốc đến Long Thành Dầu Dây này, đường cao tốc đến Lức Long Thành này, cứ đi là phải đi qua Nhân Trạch. Thì thực ra hai cái đường cao tốc này ấy, thì đi lại thuận tiện thôi, nhưng mà người đi qua cái tuyến này thì rơi vãi tiền chi phí cho Nhân Trạch thì không được mấy. Nhưng mà đánh giá là cái tuyến đường này này, tuyến đường này là tuyến đường từ thành phố Như Anh đây này, đây cầu Phú Mỹ 2 là kế hoạch cầu Phú Mỹ 2 đây này, đường vành đai 3 này,
nó mới mang lợi cho Nhân Trạch như thế nào. Đường D3 này, đường cầu Phú Mỹ 2 đi vào đường 25C chạy thẳng ra sân bay Long Thành này. Tuyến đường này nó mới mang lợi cho sân bay Long, cho Nhân Trạch như thế nào thì quý vị cứ nghiên cứu và cho ý kiến. Thì trên màn hình quý vị đang nhìn đấy, quý vị nhìn thấy không? Cái lợi thế của Nhân Trạch không thể nào mà ở đâu có được, một cái huyện nào có nổi. Vô cùng thuận tiện, xung quanh là các cảng biển, cảng Cát Lái vị trí này này. Đấy, và dọc đây thì quy hoạch rất nhiều cảng biển này. Cảng này, cảng Phước An đang xây dựng này, cảng Cái Mép Thị Vải này, 120 cảng nước sâu lớn nhất thế giới nằm sát bên cạnh này. Đây, tuyến đường Trường Chinh này, đường ra cảng Phước An này, cầu Phước An đang xây dựng này, nối sang cảng Cái Mép Thị Vải này. Đấy, quý vị nhìn không? Không thể có một vùng đất nào tiềm năng như thế. Nhưng mà những năm trước đây thì được quy hoạch rồi nhưng mà cũng chưa được hưởng lợi. Thì đến nay theo quan điểm của tôi là đã chín mùi. Theo cái cách nhìn nhận riêng của tôi thì đến từ thời điểm này đi là thời điểm chín mùi để cho Nhân Trạch cất cánh. Nên là tôi làm cái video này lên đây để muốn nói với quý vị và các bạn rằng để ý đến Nhân Trạch đi, không có mai kia lại ô tiếc thế nhỉ. Còn để ý về vấn đề gì thì quý vị và các bạn tự nghiên cứu. Còn quý vị và các bạn muốn mua bán đất nền tại dự án xây dựng Hà Nội và HUD khu vực này, tôi phải khẳng định luôn với quý vị và các bạn, đất nền khu vực này đang rẻ, cực rẻ luôn. Còn giá cả như thế nào thì quý vị và các bạn cứ liên hệ với tôi theo cái số điện thoại đang hotline đang hiển thị trên màn hình, thì tôi sẽ cung cấp thông tin giá cả chi tiết cho quý vị và các bạn. Chứ còn nói lên đây tôi cũng không muốn nói về giá cả đâu, nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái giá trị tài sản của người ta. Nhưng mà tôi phải khẳng định với quý vị và các bạn rằng đất nền khu vực này, điểm tranh này rất phù hợp với nhiều người. Về việc tôi làm cái nghề này, tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ thị trường khu vực rồi. Tôi nói với quý vị và các bạn rằng chứ bỏ ra khoảng 1.000 tỷ để đầu tư một cái dự án bất động sản không ra nổi 1 mét vuông đất có cái giá thành tốt rẻ như thế để bán đâu. Vì giá vốn của họ một cái dự án mới bây giờ cao lắm, không thể thấp được như này đâu. Nên là tôi đánh giá là cái đất nền khu vực này cực rẻ luôn. Thì quý vị muốn quan tâm thì cứ liên hệ với tôi sẽ cho thông tin, thì quý vị sẽ cân đối và biết được cái giá cả của nó. Còn đây này, cái vị trí này, nhưng mà nó nằm ở cái vị trí này nó có những cái lợi thế đặc biệt chứ không phải là thường đâu nha. Khu rừng xác hệ sinh thái rừng ngập mặn nằm ở phía này, gió biển từ đây thổi vào này, đi lọc khí xong mới đi qua cái khu rừng này để lọc sạch không khí xong mới đi vào cho khu vực này hưởng thụ. Nên là cái không khí khu vực này tuyệt vời luôn nha. Đấy là một là về không khí, thứ hai về giao thông nha. Từ đây lên cao tốc Bến Lức Long Thành tầm khoảng 5 cây số, xa nhất là 5 cây không đến đâu. Nhưng mà đi đường Lê Hồng Phong được tới đây làm nốt thì cái chỗ này tầm khoảng 2 cây rưỡi 3 cây rồi. Từ đây lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây 10 cây. Từ đây đi ra sân bay Long Thành tầm khoảng 12-13 cây. Từ đây về nút giao thông An Phú quận 2 25 cây, đi đường cao tốc cũng mất 25 phút. Nói chung cực kỳ thuận tiện. Nếu mai kia đi đường có đường 25C đi sang quận 7 này, đây
Về quận 1 cực kỳ gần luôn. Tầm khoảng 17-18 cây thôi. Rất thuận tiện. Nên là vị trí khu này tôi đánh giá tuyệt vời, nên là tôi không môi giới đất ở đâu hết, tôi chỉ tập trung làm mỗi khu vực này thôi. Còn ngoài ra là tôi bán chơi thôi, chứ thực ra tôi không chuyên sâu. Tôi tập trung cái khu vực này, giá đất tự đánh giá. Giờ nó rẻ vô đối. Đó. Hạ tầng thì đẹp đẽ, đất nền giá rẻ, sổ hồng tên cá nhân tuyệt đối an toàn. Còn về tổng thể của Nhân Trạch thì quý vị và các bạn nhìn trên bản đồ, quý vị và các bạn sẽ hình dung ra. Còn ai cần cái bản đồ này ấy, thì cứ liên hệ với tôi sẽ gửi tôi tặng miễn phí về nghiên cứu tiếp. Đây này, zoom ra này, rất rõ này, đây này. Quý vị các bạn nhìn rõ chưa? Đó, tôi zoom ra rất kỹ càng. Bản đồ này không ai có đâu nha. Mà thật 100%, không có vẽ láo léo nữa nha. Đường như thế nào là có hết nha. Đây là đường Vành Đai Ba này. Đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh này. Đây là đường Liên Cảng này. Đây là đường 319 Nguyễn Văn Cừ này. Đây là Lê Hồng Phong này. Đây là đường số 7 này. Đây là đường Trường Chinh này. Đây là đường Hình Thúc Kháng này. 25B, 25C. Đây là đường dự kiến cho cầu Phú Mỹ 2 đi sang Nhân Trạch, núi ra sân bay Long Thành. Không có cái gì sai hết. Đây còn đường này là đường trên bản đồ vệ tinh, chứ không phải là đường tự vẽ nha. Nên là tôi làm cái việc gì là nói có sách máy có chứng, không nói khơi khơi nói cho qua, không có đâu. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán đất tại Nhân Trạch thì cứ liên hệ với tôi, cần tư vấn cái gì cứ liên hệ, tư vấn hoàn toàn miễn phí, không băn khoăn điều gì, không nhất thiết là cứ phải mua của tôi đâu nha. Yên tâm một điều, tôi chỉ mong quý vị và các bạn đến Nhân Trạch càng đông càng vui. Thì đó là một cái mà hôm nay tôi, một cái clip này tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Và mục tiêu của tôi là đánh thức cái vùng đất Nhân Trạch này lên, mọi người tìm hiểu để biết thêm về Nhân Trạch. Đó. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán đất nền dự án xây dựng Hà Nội HUD khu vực này này, cứ liên hệ với tôi. Muốn bán nhanh tôi bán được nhanh, muốn bán chậm tôi bán chậm, muốn mua nhanh có nhanh, muốn mua kiểu gì cũng được. Tôi tư vấn về phong thủy, tư vấn về pháp lý, tư vấn về chọn nhiều vấn đề lắm. Tôi đi chuyên sâu khoảng mười mấy năm nay tôi làm cái nghề này rồi. Nên là yên tâm một điều, mà bây giờ mình cũng không còn trẻ trung gì nữa, 50 tuổi rồi. Làm cái gì ra cái đó, làm để phúc cho con cho cháu, không nhất thiết là cứ đi lùa trâu qua dậu xong thôi, tôi không làm chuyện đó đâu nha. Cứ yên tâm một điều, trách nhiệm của người môi giới chuyên nghiệp khác. Nên là quý vị và các bạn cứ yên tâm điều đó. Thì đó là một cái thông tin hôm nay tôi muốn đưa lên cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn muốn tìm hiểu hoặc là muốn lấy cái hình ảnh cái bản đồ này này. Bản đồ này nó có tôi vẽ hơi, cái dung lượng nó hơi lớn đấy. Nếu như mà quý vị và các bạn cần nghiên cứu thì cứ liên hệ, tôi sẽ gửi tặng miễn phí luôn để nghiên cứu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau. Xin cảm ơn.